Vâng, Thọ Nhật Bãi xin chào toàn thể các bác. Thì sau rất là nhiều ngày vắng bóng trên YouTube thì em lại xin phép làm một cái video. Thứ nhất là cũng cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn đồng hành cùng shop Thọ Nhật Bãi. Mặc dù em không lên sóng nhưng các bác khách quen vẫn luôn luôn gọi điện về đặt hàng. Thì lý do mà em không lên sóng bởi vì là từ khi làm xong cái xưởng mới thì cái vấn đề bán hàng em đã bàn giao lại cho các anh chị em trong nhà. Đấy, anh chị em trong nhà là sẽ quay video và đăng tải các cái sản phẩm, giới thiệu sản phẩm lên cho các bác mua hàng. Còn em chủ đạo em chính vẫn là bên kỹ thuật thì em sẽ quay sang em làm kỹ thuật để phục vụ chú đáo về cái vấn đề độ bền cho các bác. Thì đây, như các bác thấy đây, hàng về thì nó sẽ là như vậy. Đấy, đấy, hàng về nó là như vậy và mình sẽ phải phân lô thành từng khu vực, từng loại hàng, giá cả như thế nào, chất lượng sẽ làm sao, để mục đích là các bác sở hữu được những cái món hàng nó phù hợp với cái giá tiền, nó phù hợp với cái tính năng. Đấy, như các bác thấy là khi mà hàng về thì nó cũng sẽ phân loại ra nhiều loại. Ví dụ là những cái hàng đẹp hơn thì mình xếp riêng ra để mình vệ sinh. Hàng xấu hơn thì mình vẫn vệ sinh mà mình cũng phải xếp riêng ra để phân loại các cái mức giá làm sao cho nó hợp lý, cân đối một lô hàng. Có nhiều bác vẫn hỏi là sao đợt này bán đắt, đợt này bán rẻ thì cũng... thực sự em đã nói nhiều những các video rồi, thì hàng hóa thì nó sẽ phụ thuộc vào các cái đầu mối cung cấp về cái vấn đề vận chuyển cũng như là nhiều cái yếu tố khách quan. Đấy, tiền, giá tiền nó lên cao xuống thấp, tiền đô, tiền nhật nó lên xuống thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái giá của sản phẩm, nó sẽ lên xuống. Thì đôi khi có những cái lúc mà hàng nó về được nhiều thì giá nó sẽ hợp lý hơn, còn đôi khi những trường hợp là nó khan hàng, các cái đầu mối không có thì mình vẫn phải chịu các bác nhé. Thì đấy, nói thật với các bác là về cái lượng hàng hóa bên em thì khá là phong phú. Và em vẫn với cái phương châm là chuyên về những cái hàng cao tầng, hoặc là những cái hàng đẹp, đơn giản, không phức tạp, không cầu kỳ, làm sao vẫn đem đến cho các bác những cái bữa ăn ngon nhất. Đấy, thì như đây là các bác thấy là hàng về là cũng chưa kịp bóc đây. Với cái số lượng như thế này thì rơi vào tầm khoảng hơn 500 con. Đấy, nhưng cũng túc tắc làm dần thôi. Đấy, cũng túc tắc làm dần. Con nào đẹp thì làm trước, con nào xấu hơn thì làm sau, con nào mà nát quá thì cho ra sắt vụ. Đấy, và để lấy đồ. Đấy, như các bác xem thì sau khi làm xưởng thì cũng đã quy mô nó đã là gọi là nó chuyên nghiệp hơn. Thì cái khu vực vệ sinh sản phẩm thì tất cả nồi về trước khi bán cho các bác là vấn đề đầu tiên là sẽ được vệ sinh. Đấy, vệ sinh ở đây sẽ là vệ sinh bên ngoài, vệ sinh bên trong, nhưng chỉ là phần vệ sinh về cái sạch sẽ thôi. Đấy, chứ chưa liên quan đến phần vệ sinh về mạch điện các bác nha. Đấy, sau khi vệ sinh sạch sẽ thì sẽ test cơm. Đấy, đấy, khu vực này là em sẽ để riêng để test cơm. Đấy, tất cả là đều phải nấu cơm cho các bác nha, chứ không phải là các bác cứ bảo là cứ cắm điện lên rồi bán đâu. Này, gạo cứ phải cả thùng này. Thì nhiều bác còn hỏi là nấu một ngày mười mấy cái nồi thì ăn làm sao hết. Thì như các cái video trước của Thọ Nhật Bãi thì em vẫn nói với các bác là cơm em nấu, sau đấy là bà lại đem về nấu rượu và anh em lại uống rượu, thì đầu nó lại vào đấy thôi. Vâng, và đây là cái khu vực kỹ thuật. Cái khu vực kỹ thuật thì là để xử lý những cái vấn đề về mạch điện bên trong. Đấy, các bác hình dung là tất cả những cái sản phẩm về không phải là cái nào nó cũng chạy được luôn, cái nào nó cũng ngon lành. Đấy, có những cái nó về nó bị đứt dây, nó bị kìa long cái linh kiện hay là nó móp méo thì mình đều phải kiểm tra, mình tháo ra mình kiểm tra bên trong xem cái chất lượng của từng con nó như thế nào, liệu nó có chạy tiếp được hay không, hay là mình để mình lấy đồ thôi. Thì đó là một cái vấn đề liên quan đến độ bền của sản phẩm, chứ không phải là cái nào về nó cũng dùng tốt đâu các bác nha. Đấy, còn bộ đổi nguồn thì cũng vẫn thông báo với các bác là vẫn là 450.000 bao ship đối với cái cục đổi nguồn có công suất là 1.500W. Thì hiện tại bên em đang có hai mẫu, đấy là mẫu vỏ nhựa màu trắng hình vuông và mẫu vỏ nhựa màu tròn, màu đen hình tròn. Đấy, màu đen hình tròn. Đấy, thì hàng hóa thì tất cả là đều sẽ được đóng xốp nổ này, đóng bằng quấn và xốp nổ đóng cẩn thận, đóng cẩn thận cho các bác. Đấy, thùng giấy thì là thùng mới 7 lớp các bác nha. Đấy, riêng hàng của Thọ Nhật Bãi gửi đi cho các bác sẽ là thùng giấy 7 lớp. Đấy, làm sao để mà cái nồi nó đến tay các bác nó phải được an toàn nhất.
cũng không phải là gọi là 100%, nhưng làm sao mà cái nồi đến tay các bác là hạn chế được cái vấn đề móc méo trong quá trình vận chuyển. Mặc dù bên em đã chọn cái đơn vị vận chuyển nó khá là ok, tuy nhiên là cũng không thể tránh khỏi được, không thể tránh khỏi được cái trường hợp là họ làm rơi, làm vỡ. Cho nên là khi các bác nhận hàng, cũng mong các bác hết sức thông cảm, các bác cứ bình tĩnh, các bác tháo cho các bác kiểm tra sản phẩm xem nó có bị móc méo chỗ nào hay không. Đấy, nó có bị móc méo chỗ nào hay không, hay là các bác cắm lên mà thấy lên điện ok thì 99,9% là sản phẩm ok rồi. Thì sợ nhất là đi đường nó bị bể vỡ thôi. Đấy, thì khu vực bên trên là sẽ là khu vực bán hàng các bác nha. Đấy, khu vực bên trên sẽ là khu vực bán hàng. Thì lâu nay thì em rất là bận công việc, thì mỗi ngày là 20 đến 30 đơn hàng, thì để mà dọn test sản phẩm để cho cái sản phẩm nó ok nhất thì nó mất khá là nhiều thời gian. Thì em chuyên tâm về vấn đề kỹ thuật, thì song song với cái vấn đề đấy thì em cũng sẽ là triển khai cái vấn đề là phụ tùng và linh kiện nồi cơm. Đấy, nếu có bác thợ có nhu cầu về linh kiện, hay có bác khách hàng cần những cái mặt hàng về phụ tùng nồi cơm, thì các bác cũng có thể là liên hệ với em, thì em sẽ xử lý cho các bác. Đấy, thì tất cả sản phẩm của Thọ Nhật Bãi thì đợt này là có các anh chị em trong nhà. Đấy, các anh chị em trong nhà, người thân thì sẽ đảm nhiệm cái vấn đề là quay hàng và bán hàng cho các bác. Cho nên là nhiều bác lên video cũng phản hồi về với shop là sao thấy hàng giống của Thọ Nhật Bãi. Vâng, thì thật sự đó là chính là hàng của Thọ Nhật Bãi, và các anh chị em trong nhà cùng nhau kết hợp để đưa những cái sản phẩm nó thiết thực nhất. Chứ đôi khi em làm kỹ thuật mà để mà hướng dẫn, để mà tư vấn chọn hàng cho các bác thì cũng rất là mất nhiều thời gian. Nên thay vì như thế thì có các anh chị em trong nhà sẽ tạo các cái kênh bán hàng. Đấy, sẽ tạo nhiều kênh bán hàng để giới thiệu mặt hàng cho các bác, bởi vì cái lượng khách bây giờ nó khá là đông rồi. Đấy, lượng khách bây giờ khá là đông. Cho nên là mỗi người khách hàng thì sẽ cần có mỗi người nhân viên bán hàng tư vấn và định hướng cho các bác làm sao chọn được cái sản phẩm cho nó hợp lý nhất. Đấy, thì nếu mà các bác có nhu cầu, vẫn có nhu cầu để Thọ Nhật Bãi tìm cho các bác, thì các bác vẫn cứ liên hệ vào hai cái số cũ, số 0985 263 083 và 0354243636. Thì em sẽ chọn cho các bác những cái sản phẩm nào nó phù hợp và nó thiết yếu nhất. Đấy, đây là khu vực bán hàng các bác nhé. Đấy, và tiếp theo là em sẽ đưa các bác lên cái khu vực là kho bên trên. Đấy, thiết kế quả thang máy thì chân đang đau đầu gối, cho nên là thiết kế quả thang máy để thang tải hàng để chuyển hàng lên, chuyển hàng xuống. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều nhé. Ở đây là khu vực trên sàn 3. Trên sàn 3 thì em bố trí dành riêng cho cái khu vực gọi là để các cái nồi mà nó bị bể vỡ này. Đấy, hoặc là nó bị lỗi này lỗi kia mà mình chưa xử lý đến, hoặc là mình xác định mình để mình lấy đồ, thì đây sẽ là cái khu vực mà để gọi là để xác đi. Đấy, để xác thì tất cả xác thì cũng đều sẽ phân loại theo hãng, theo model. Ví dụ như là Tiger thì mình để riêng Tiger, Joji VIP hay là Joji đĩa bay hay là Joji áp suất thì mình cũng để riêng từng mục đấy. Pana này, Natio Nan này. Đấy, ví dụ tất cả là lên đây là đều đã test thì nó có vấn đề gì thì mình cũng ghi vào đây. Đến lúc mà mình cần cái linh kiện gì, cần cái đồ gì để sửa chữa hoặc bảo hành thì nó cũng dễ hơn và nó nhanh chóng hơn để đáp ứng cái nhu cầu cho các bác. Đấy, hàng 1.8 lít. Đấy, nhưng các bác nhìn thấy cái lượng xác và cái lượng hàng tồn như thế này thì các bác cũng biết được tại sao là trên các trang xã mạng xã hội người ta bán giá rẻ thế, mà bên em bán giá nó lại cao hơn các cái shop khá là nhiều. Đấy, thì đó chính là cái lý do mà trong một lô hàng về thì sẽ có con này con kia. Con nào mình xác định mà không bán được, mà nó không bền, nó có lỗi này lỗi kia, thì để lại lấy xác, để lại lấy đồ, lấy linh kiện. Chứ không phải là cứ về cần hết rồi bán cho các bác theo cái giá này giá kia thì nó sẽ rất là có nghĩa là khi các bác về dùng nó không được bền thì mình cũng không yên tâm được. Mà riêng mà bảo hành, mà mình bảo hành gọi là bảo hành chuẩn chỉ
thì nếu mà cái hàng gửi đi mà bị lỗi gửi về là mình chịu ship thì nó thiệt hại rất là nhiều. Đây là cái thùng giấy để đóng nồi các bác nhá. Đấy, thùng 7 lớp mới tinh. Đấy, cam kết cho các bác để về cho nó an toàn nhất. Đấy. Thì ngoài các cái vấn đề về hướng dẫn sử dụng, về cái cách dùng, thì các bác cần cái món đồ gì thì các bác liên hệ với bên em qua hai cái số em để trên màn hình. Đấy là 035 424 3636 và 0955 263083. Còn về nồi cơm thì các bác cứ liên hệ cho bên em. Đấy. Còn các bác gặp anh chị em của shop Thọ Nhật Bãi bán hàng mà các bác nhìn cái sản phẩm là các bác có thể là nhận ra rồi thì đó cũng là một cái sự là yên tâm. Rất là yên tâm về sản phẩm của shop. Đấy. Các bác cùng tham quan qua các cái sản phẩm. Đây, tất cả là khu vực nào nó ra khu vực đấy các bác nhé. Cái nào ok thì ghi ok, mà cái nào chưa ok thì cần phải sửa. Và cuối cùng thì Thọ Nhật Bãi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác khách hàng. Và chúc các bác là sẽ chọn cho mình được cái sản phẩm phù hợp với cái số tiền mình bỏ ra. Hẹn gặp lại các bác.